Phật dạy, này thiện hiện y cứ vào thế tục đế, an lập nhân quả sai biệt như thế, chẳng y cứ vào thắng nghĩa, trong thắng nghĩa đế chẳng thể nói có nhân quả sai biệt. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong thắng nghĩa, tất cả pháp tánh chẳng thể phân biệt, không tuyên thuyết, không chỉ bày, thì làm sao có nhân quả sai biệt? Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, sắc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thọ tưởng hành thức cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhãn xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, sắc xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhãn giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, sắc giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhãn thức giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhãn xúc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, địa giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thủy hỏa phong không thức giới cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhân duyên không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, pháp từ các duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không.